cái cổ gì nữa, cổ nổi tiếng với thế giới. Cái này là cái chân của con cục gió. Xa lắm. Bây giờ không kịp thời gian á.
mấy con với nó bự kìa. Sạch. Chị My lượm ốc. Quá mệt rồi các bạn ơi, quá nắng các bạn ơi, mà vui là được rồi các bạn ơi.